Sáng nay khi tôi ra khỏi nhà đi làm thì tôi ra khỏi nhà được khoảng gần 1 km thì bị côn đồ đi phía sau dùng gạch đá đập vào xe tôi làm vỡ cái kính chắn gió đằng sau. Từ ngày 20 vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 2017, sau khi tôi lên Bộ Công Thương chi nhánh Việt Nam để phản đối việc tăng giá xăng, thì đây là lần thứ hai tôi bị khủng bố. Lần trước là vào đêm ngày 21 thì chúng ném gạch đá vào nhà tôi, lần này chúng đập phá xe tôi. Đối với cái hành động khủng bố này, tôi thấy là nó là một cái hành động rất là ngu ngốc, rất là ngu ngốc, rất là ngu ngốc và hèn hạ, rất là ngu ngốc và hèn hạ, nhằm bịt tiếng nói của mình, bịt miệng không cho người dân được cất lên tiếng nói của mình. Nhưng mà họ đã dùng cái hình thức bạo lực để khủng bố người dân. Khi người dân lên tiếng nói thì tôi đánh giá cái hành động này là hành động hèn hạ và ngu dốt, bởi vì khi mà họ đã dùng bạo lực khủng bố người dân thì họ không đạt được kết quả họ mong muốn. Họ muốn là người dân sẽ sợ hãi, không lên tiếng nói nữa, nhưng mà họ nhầm. Họ nghĩ như thế là sai lầm. Họ càng làm vậy thì càng lộ bản chất hèn hạ của họ, và càng làm cho người dân thêm căm phẫn.